7 thực phẩm giúp điều trị bệnh trĩ. Bệnh trĩ không dễ điều trị bằng thuốc, vì vậy bạn nên sử dụng các biện pháp tự nhiên từ thực phẩm để giảm tình trạng bệnh. Sung là liệu pháp hiệu quả để điều trị táo bón. Nó có thể thay thế cho thuốc nhuận tràng. Người mắc bệnh trĩ nên ăn sung chín. Nếu không có quả sung tươi, bạn có thể thay thế bằng sung khô. Củ cải đỏ rất tốt khi điều trị táo bón và bệnh trĩ. Các chất xơ trong củ cải giúp đẩy chất thải từ ruột ra ngoài dễ dàng hơn. Ngoài ra, củ cải cũng chứa một số chất dinh dưỡng có lợi cho đại tràng và giúp quá trình chuyển động của ruột trơn tru hơn. Beta-cyanin, thành phần tạo nên màu tím của củ cải, được chứng minh là có khả năng chống ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Đu đủ. Nếu bạn có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh trĩ, hãy bổ sung loại quả này vào thực đơn hàng ngày. Đu đủ có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Loại quả này có chứa papain, loại enzyme có thể tiêu hóa protein cũng như một số chất gây táo bón. Gừng, tỏi, hành tây là ba loại củ giúp điều trị chấn thương trong các mô, cơ quan và động mạch, tĩnh mạch nói chung và các tĩnh mạch vùng trực tràng nói riêng. Khoai lang. Ngoài vitamin, khoai lang còn chứa nguồn chất xơ dồi dào là loại pectin, có tác dụng giúp tiêu hóa tốt, tăng thải cholesterol, chống táo bón. Mận rất giàu chất xơ, mận có khả năng làm mềm các chất thải và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, chúng còn chứa chất kích thích, giúp ruột hoạt động dễ dàng hơn. Quả óc chó có tác dụng nhuận tràng, giảm bú trĩ thòi ra ngoài và hiện tượng đại tiện ra máu.